Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tảng đá hai Nhật, Bộ Nghị bó tay, Thủ Chính bất lực, Tổng Trọng chào thua. Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm qua. Người dân bị nhóm lợi ích ở thành phố này mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải cướp đất và đẩy họ đến sự khốn cùng. Ngoài ông Lê Thanh Hải, dưới quyền còn có ông Nguyễn Văn Đua và ông Lê Hoàng Quân. Vụ án Thủ Thiêm kéo dài đã hơn 20 năm và chỉ được đưa ra công luận sau khi ông Lê Thanh Hải rời khỏi quyền lực. Hình ảnh Thủ Thiêm, tội ác của nhóm quy hoạch rành rành nhưng chẳng quật được Lê Thanh Hải. Từ năm 2017, khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân được chọn để thay thế ông Đinh La Thăng ở cương vị bí thư thành Hồ, thì lúc đó báo chí mới được bật đèn xanh vào cuộc vụ Thủ Thiêm. Vụ này bắt đầu từ khi chính quyền thành phố ra quyết định quy hoạch lại vào năm 2005, do ông Nguyễn Văn Đua ký nhằm truất phế quyết định trước đó do Võ Văn Kiệt, Thủ tướng ký vào năm 1992. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cấp phó của ông Lê Thanh Hải. Việc ông Lê Thanh Hải để cho cấp phó của mình ký phê duyệt quy hoạch dự án mới Thủ Thiêm là cách để né tránh trách nhiệm. Chế độ này là vậy, khi làm một việc mà biết là sai thì cấp trưởng thường né và để cho cấp phó ký thay. Quyết định quy hoạch mới Thủ Thiêm đem lại cho nhóm lợi ích chính trị, đứng đầu là Lê Thanh Hải, hưởng lợi rất lớn. Nhờ quyết định này mà có những dự án thơm để quan chức chia chác, lấy đất của dân với giá 18 triệu một mét vuông, sau đó bán lại với giá 350 triệu một mét vuông. Xây dựng 12 km đường nội bộ mất 12.000 tỷ đồng, tức là mỗi mét đường tốn 1.000 tỷ đồng, và còn nhiều món lợi ích khác. Mỗi lần ký duyệt quy hoạch đều kèm theo bản đồ quy hoạch 1/5.000. Năm 2018, khi vụ việc được xới lên trên báo chí và câu hỏi đặt ra là bản đồ quy hoạch gốc kèm theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1992 ở đâu? Chỉ cần lôi bản đồ gốc ra đối chiếu thì tất cả mọi gian dối sẽ lòi ra. Tuy nhiên, tấm bản đồ gốc do Văn phòng Thành ủy cất giữ không cánh mà bay, mất không vết tích. Năm 2018, ông Võ Văn Hoang lúc đó là chánh Văn phòng Thành ủy nói chưa tìm được. Đến nay, ông này đã lên đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng bản đồ gốc Thủ Thiêm thì vẫn chưa tìm ra. Hình ảnh vụ Vạn Thịnh Phát là cơ hội để quật hai Nhật, nhưng tổng lại chào thua. Sau khi dân oan Thủ Thiêm chịu đựng hơn 20 năm, đến mức có những nạn nhân phải tự vẫn vì phẫn uất, tột độ. Nhưng trong 20 năm đó, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân đã cùng nhau bịt miệng dân. Việc khui ra vụ án Thủ Thiêm là có ý đồ. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh vào nhóm lợi ích Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, dù đã hết quyền lực, nhưng thế lực của Lê Thanh Hải vẫn còn quá mạnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân không làm gì được nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua. Ông đã thất hứa với dân Thủ Thiêm nhiều lần. Năm 2021, khi mới lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cho thanh tra vấn đề quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì gặp phải đá tảng quá nặng ký, ông Nghị chỉ kết luận được những vấn đề quy hoạch ở các khu vực khác của thành phố mà không dám đả động đến vấn đề gai gốc Thủ Thiêm. Thực ra trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân dù là ủy viên Bộ Chính trị nhưng không thể làm gì được, thì ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, làm sao dám mạo phạm hai Nhật. Hình ảnh ông Lê Thanh Hải đang là đá tảng thách thức cả quyền lực Nguyễn Phú Trọng. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, ông Lê Minh Khái nhận lệnh ông Phạm Minh Chính tiến hành ra soát về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông Khái vẫn chỉ làm chiếu lệ, lần này không thấy nhắc nhở gì đến bản đồ gốc thất lạc mà Văn phòng Thành ủy hứa tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu. Lê Thanh Hải vẫn là đá tảng, Phạm Minh Chính cũng chẳng thể làm gì được. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cứ tưởng ông Nguyễn Phú Trọng không đánh được Lê Thanh Hải bằng Thủ Thiêm thì đánh bằng Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cho tới nay, khi mà vụ án Vạn Thịnh Phát sắp kết thúc điều tra, sẽ đưa ra tòa trong nay mai, thì vẫn không thấy bóng dáng Lê Thanh Hải nơi đâu. Tổng Trọng lại một lần nữa chào thua bố già của đất Sài Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tảng đá hai Nhật, Bộ Nghị bó tay, Thủ Chính bất lực, Tổng Trọng chào thua. Ngày 12 tháng 1, báo Tiếng Dân đăng bài Ông Nguyễn Phú Trọng đang hôn mê của tác giả Lê Văn Đoành. Tác giả cho biết tin chấn động trong triều đình Cộng sản. Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào hôn mê, gây xôn xao dư luận.
Thông tin cho hay, ngày 26 tháng 12 năm 2023, sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã có vấn đề đột ngột về sức khỏe, phải vào viện 108. Diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu đi. Tại đây, ông Trọng được chẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu ICU. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, suốt một tuần qua, người ta thấy rất đông lực lượng quân đội và công an phong tỏa các lối ra vào của viện 108. Tin nội bộ bị rò rỉ, ông Trọng bị tai biến lần 2, xuất huyết não, bán cầu phải. Khu A2 tầng 11, nơi ông Trọng nằm, tất cả các lối đi đều bị phong tỏa. Cầu thang số 6 dẫn lên các lầu, được quân đội kiểm soát, chỉ dành cho người có thẻ mới được vào. Tác giả nhắc lại lần đột quỵ đầu tiên của ông Trọng tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. May mắn lần đó ông chỉ bị xuất huyết nhẹ, bị liệt nửa người bên trái, một tháng sau thì hồi phục. Tuy nhiên, may mắn không đến với ông lần này. Hiện tại, luồng thông tin hiếm hoi từ viện 108 bắn ra cho biết bệnh tình của ông Trọng bất ngờ chuyển biến khá nặng, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, rồi lại rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu. Tác giả cho hay, trong một diễn biến khác, ngày 9 tháng 1 năm 2024, Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc, tập huấn, công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Không biết quân đội đang toan tính điều gì. Cái bắt tay đáng e ngại giữa Tô Lâm và Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên khi ông này đột ngột sang thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 1. Có lẽ người anh em phương Bắc biết nhiều hơn xứ đồng Lào. Tác giả đề cập đến chuyến thăm của ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc vào sáng ngày 10 tháng 1, được Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến. Chiều cùng ngày, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Nhiều câu hỏi đặt ra, hợp tác về cái gì? Sao lại là lần thứ nhất ngay lúc này? Tác giả đặt vấn đề, nếu ông Trọng ra đi đột ngột, ai sẽ thay ông nắm vị trí đầu đảng? Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, một cái tên được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, cuộc đua ngấm ngầm vào vị trí Tổng Bí Thư còn có các nhân vật khác đầy tham vọng, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Tác giả nhận xét, trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng có tì vết. Vương Đình Huệ được cho là say mê ca hát và gái gú, thiếu chuẩn mực của một chính trị gia hàng đầu. Phạm Minh Chính thì bị seri đòn bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu với bà trùm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hình ảnh Võ Văn Thưởng và các nguyên lão miền Nam. Võ Văn Thưởng tương đối sạch sẽ hơn, nhưng điểm yếu là còn non trẻ, chưa đủ lão luyện để cầm đầu đảng và không phải là người Bắc có lý luận. Ông Thưởng có xuất thân không thuộc con ông cháu cha như đồn đoán. Tác giả cho biết thêm, ngày 19 tháng 8 năm 2023, trong lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh cố chủ tịch Tôn Đức Thắng, người ta thấy các nguyên lão phía Nam tụ tập gồm Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, như ngấm ngầm liên minh ủng hộ Võ Văn Thưởng lên Tổng Bí Thư Đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên, hai ông Tư Sang và ba Dũng kề vai sát cánh bên nhau, thân mật trong một khung hình. Tác giả kết luận rất nhiều kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm vai trò Tổng Bí Thư. Tình cuối ngày 11 tháng 1 năm 2024, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đang vận động để tranh vị trí Tổng Bí Thư nếu ông Nguyễn Phú Trọng trút hơi thở cuối cùng. Lê Dân vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nơi cung đình. Điều mà dân chúng chờ đợi là khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam chịu giải tán và nhà nước độc tài toàn trị chính thức cáo chung, cũng như có hay không sự động binh can thiệp từ ngoại bang qua cái gọi là bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cụ sắp ra đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d